Ok, bây giờ thì trong tầm giá 400.000 có rất là nhiều lựa chọn chuột gaming khác nhau. Nhưng mà hôm nay để mình làm giàu thêm những lựa chọn này nhá, mình xin giới thiệu với anh em đó chính là chiếc chuột iROG M09 Plus. Đây là một chiếc chuột RGB với mức giá là 399.000. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiếc chuột này có thể đem lại những gì nhá. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây đó chính là hộp của chiếc chuột này. Và đây cũng là một chiếc hộp khá là đơn giản, có màu đen và thêm một chút tông màu cam vào. Đó, đằng sau cũng không có gì nhiều cả, chỉ có một số thông số, một số cái chức năng ở trong chiếc chuột này. Và iROG thì thường hay có một cái thói quen đó chính là làm hộp mở ra được. Đấy, để anh em có thể mở ra và nhìn ngắm cái sản phẩm mà mình chuẩn bị mua. Nhưng mà mình sẽ mở ra kỹ càng hơn để anh em có thể nhìn rõ nhá. Mở cái đầu này, đấy. Rồi, vâng, trong đây chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn, có cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Rồi, và đây sẽ là chiếc chuột của chúng ta. Rồi, ok. Đó, vậy là trong sách, trong cái hộp này thì nó sẽ có là một sách và một chuột thôi, chẳng còn gì khác cả. Và mình sẽ để tất cả mọi thứ sang bên cạnh để mình có thể nói rõ hơn về chiếc chuột. Mọi người nhìn thấy ở đây, đây là một chiếc chuột của chúng ta, iROG M09 Plus. Và chiếc chuột này cũng có thiết kế khá là đơn giản, một màu đen tuyền, cũng không có gì nhiều cả, không có hình dáng hay là hình dạng gì đặc biệt hết. Đây là một chiếc chuột kích cỡ tầm nhỏ, tại vì nó chỉ dài có 117mm thôi. Thế nên là sẽ phù hợp với những anh em nào có kích cỡ tay tầm trung hoặc là kích cỡ tay nhỏ. Còn về form chuột thì đây là một chiếc chuột đối xứng dành cho cả bên tay phải và bên tay trái. Nhưng mà mình nghĩ rằng chiếc chuột này chỉ dành cho chủ yếu là bên tay phải thôi. Tại vì như các bạn biết rồi đấy, bên này không có nút, tức là không dành cho bên tay trái rồi. Còn cái phần, tuy là chiếc chuột này hơi ngắn như vậy, nhưng mà phần hông của nó nhô lên khá là cao và tạo ra một cái cảm giác cầm nắm khá là ổn và tạo ra rất nhiều chỗ để cho anh em có thể để ngón út và áp út. Đó, như mọi người thể nhìn thấy ở đây. Đấy, thế nên là mình nghĩ rằng các anh em khi mà cầm chiếc chuột này sẽ luôn luôn cảm thấy rất là thoải mái thôi. Về cân nặng thì iROG bảo rằng chiếc chuột này nặng là 136g. Và mình thấy thế là hơi nặng so với những tựa game FPS. Và nếu anh em nào chơi những tựa game đó thì mình nghĩ rằng đây không phải là chiếc chuột dành cho anh em. Còn về các nút bấm, chúng ta sẽ có ở trên bề mặt này là 5 nút bấm, 2 nút chuột trái chuột phải. Thì iROG không nói rằng là sử dụng switch gì, không phải là Omron hay là Huano hay là switch của họ tự sản xuất. Nhưng mà trải nghiệm cầm nắm rất là thoải mái, trải nghiệm bấm rất là ổn. Và mình cảm thấy rất là khá là thích khi mà mình ấn hai chiếc chuột này. Cái lực phản hồi rất là tốt nhá. Tuy là hành trình bấm không phải là quá dài, không phải là quá rộng sâu, nhưng mà lực phản hồi tuyệt vời là mình cảm thấy thích rồi. Đó, tiếp là đến cú lăn chuột. Lăn chuột thì cắt nấc rất là rõ ràng, nhưng mà yêu cầu một lực lăn rất là lớn để có thể đổi cắt nấc khác nhau. Đó, mọi người thì nhìn thấy ở đây, mình phải lăn một lực rất là lớn đấy. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có là hai nút bên hông. Đó, hai nút bên hông này thì cái lực bấm không phải là quá là nặng, nhưng mà theo như mình đánh giá thì trong tầm giá này, đây là hai nút hông tốt nhất mà mình từng được chạm vào. Nên là mình đánh giá rất cao hai nút hông này. Ở bên dưới chúng ta sẽ có đó chính là 3 feed chuột, 2 feed chuột ở trên và 1 feed chuột ở dưới. Thì 2 feed chuột này cũng tương đối là ổn và khá là mượt khi mà mình di trên pad. Ngoài ra chúng ta sẽ có 2 cái cần gạt đây, các bạn có thể thấy. Một cái là polling, tức là cái này điều chỉnh polling rate. Sẽ có 3 nấc để cho các bạn chỉnh, đó chính là 125 này, 500 và 1000. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có nick nút là cái nấc chỉnh DPI. Và có sẽ chữ L, M và H, tức là low, medium và high, để chỉnh các nấc DPI mà anh em có thể xét chẵn, tức là 3 nước DPI đấy. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có đó chính là cái mắt đọc này. Thì ở trong đây đó chính là mắt đọc PMW3325, một mắt đọc tầm trung nhưng mà có hiệu năng rất là tốt. Và mình nghĩ rằng đây là một điểm rất là tốt ở trên chiếc chuột này. Khi mà mình test những tựa game CSGO hoặc Valorant, mình có thể vẩy hoặc là flick chuột, sấy tất cả các thứ kiểu thoải mái mà không hề gặp một chút vấn đề gì cả. Thế nên là mình đảm bảo rằng chiếc mắt đọc này sẽ phù hợp được, sẽ đáp ứng được nhu cầu chơi game của các anh em thôi. Còn về kết nối chúng ta sẽ có đó chính là đầu dây USB 2.0 và được mạ vàng để tạo nên một chút gọi là sang chảnh, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta sẽ có đó chính là cái chống nhiễu và cái dây nối này dài 1,8m, khá là ổn. Và một điểm nữa là nó đã được bọc dù rồi. Dạ vâng, anh em có thể thấy đây nó được bọc dù. Nhưng mà chất lượng dù không phải là chất lượng cao nhất, không phải là chất lượng dù theo kiểu mượt mà là chất lượng dù hơi cứng. Thế nên mình không đánh giá cao chất lượng dù này lắm. Về RGB chúng ta sẽ có đó chính là chiếc chuột này thì có hai vùng RGB thôi, là một phần ở trên logo iROG đây, tiếp theo đó chính là chiếc lăn chuột này, rất là đơn giản đúng không ạ? Và chúng ta có thể set cái RGB đó ở trong phần mềm
được tải trực tiếp tại website của iRock, và đó là cái phần mềm iRock Sync Software Application gì đấy thì phải. Và các bạn thông qua đó có thể chỉnh được này, DPI này, các nấc DPI, ba nấc DPI, chỉnh được cái màu, cái chế độ màu, chỉnh được cả chức năng các nút, và anh em có thể đồng bộ màu thông qua những linh kiện khác của iRock, ví dụ như là bản phím iRock này, tai nghe iRock này, chuột iRock này, đồng bộ cùng một màu, và anh em có thể lưu ra 5 profile khác nhau. Mình nghĩ rằng là với một chiếc chuột với tầm giá như này, có một phần mềm như thế là rất là ổn. Chiếc chuột này hiện tại thì đang bán ở Hà Nội Computer với mức giá là 399.000. Nếu mà anh em chọn mua cái sản phẩm này thì mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm rất là tốt, rất là có thể thỏa mãn được cái nhu cầu chơi game của các anh em, dù là FPS hay là MOBA hay là tất cả những tựa game khác. Và nếu em cảm thấy hứng thú với sản phẩm này thì đường link sẽ nằm dưới mô tả. Và nếu em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em và hẹn gặp các anh em tại một video sau.